Ngày 7 tháng 7 năm 2014, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với 3 bị cáo Đặng Nam Hải, 35 tuổi ở thành phố Vinh, Nguyễn Tiến Dũng, 32 tuổi ở huyện Anh Sơn, Nghệ An và Nguyễn Văn Quân, 26 tuổi ở thành phố Vinh về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Cả ba đều nguyên là cán bộ ngân hàng Exim Bank chi nhánh Vinh. Ngoài ra, tòa cũng xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Tiến Phúc, 28 tuổi, ở thị xã Cửa Lò, hiện đang bỏ trốn. Trước đó, từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2011, khi đang là phó phòng phụ trách khách hàng cá nhân, ngân hàng Exim Bank chi nhánh Vinh, Đặng Nam Hải đã lợi dụng cơ chế quản lý cho vay không chặt chẽ, lợi dụng cấp dưới lập khống hồ sơ vay hơn 12 tỷ đồng dùng cho mục đích cá nhân. Riêng Nguyễn Văn Quân là người mới vào ngành cũng là cấp dưới của Hải, đã bị Hải lợi dụng, lấy mật khẩu quản lý, ký khống hồ sơ để Hải chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng. Ngoài ra, Hải còn lợi dụng uy tín để vay gần 1 tỷ đồng của người quen, nhưng không có khả năng chi trả. Sau khi xem xét các tình tiết trong vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt Đặng Nam Hải 13 năm tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và 7 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp cả hai tội là 20 năm tù. Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Văn Quân nhận mức án 3 năm và 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo đang bỏ trốn là Nguyễn Tiến Phúc phải nhận mức án 3 năm 6 tháng tù giam về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.